Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình hội họp của chúng ta nhé. Bây giờ xin anh chị em cho Trang một tràng pháo tay để Trang. Rồi bây giờ trước tiên ta xin được giới thiệu nha. Cha là linh mục Phêrô của nhân Tường, biết chưa? Biết mặt biết tên rồi ha. Rồi ngồi chính giữa đây là anh Tám, Trần Văn Tám, chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, cho một tràng pháo tay mạnh lên. Rồi kế bên đây là chú Năm, là đại diện chính quyền địa phương Pháp Dùng Lớn, cho một tràng pháo tay. Rồi kế bên chú Năm là thủ quỹ giữ tiền tỷ tỷ, cho một tràng pháo tay. Thủ quỹ giữ tiền tỷ tỷ. Rồi kế bên đây là anh Chính Nhiều, là chi hội chữ thập đỏ Dùng Lớn. Rồi kế bên đây là thư ký, là ghi gạo mỗi ngày, ghi gạo, ghi nhà, ghi nước, ghi đủ thứ hết. Nếu như không có bà này giữ tiền là không có chuyện gạo thóc nhà cửa đường xá vậy hết á. Nếu không có bà này thư ký thì không có ai, mà không có người nào có tên sổ sách gạo thóc gì hết nha. Bây giờ tiếp theo, bây giờ cho giới thiệu tiếp theo, đây là ông quản nhiệm điểm hội chữ thập đỏ, cũng là thầy diễn chẩn ung thư các bọn nan y nha. À, xin mời thầy ngồi xuống nha. Và đó là quản nhiệm ở đây. Đây là thầy Nguyễn Tấn Thanh, là lương y điều trị trực tiếp bệnh ung thư, và chúng ta ra gần 30 ca ung thư rồi, cho một tràng pháo tay nữa. Đây là y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm, là út điều trị trực tiếp ung thư, chúng ta cho một tràng. Còn đây là thầy lương y Peter Võ Duy Tiến, cho một tràng pháo tay. Trực tiếp điều trị ung thư cho bà con. Nếu ai bệnh liên hệ thầy Tiến nha. Nếu ai ung thư liên hệ với ổng. Rồi. Còn bên đây là chi hội của hội chữ thập đỏ ấp Mai Hương, ấp Vinh Cửu, cho một tràng pháo tay. Xin lỗi, đứng lên cho mọi người thấy mặt trời. Đây là bí thư của ấp Cà Tâm Ma, cho một tràng pháo tay. Và đây cũng là bệnh nhân đã ở đây gần một tháng trời, ngày thứ bảy này xuất viện. À, coi như là bệnh này rất là nặng, nhưng mà ngày thứ bảy này đã hoàn toàn hết. Ông có mừng không? Ông có vỗ tay mừng ông không? Vỗ tay mừng ông chứ. Dạ. Rồi Mười Sơn ngồi đây. À, đây là ông chi hội chữ thập đỏ ấp Mai Hương, cho một tràng pháo tay. Còn đây là chi hội chữ thập đỏ ấp Cà Tâm Ma, cho một tràng pháo tay. Còn đây là ông Thầu, xin mời ông Thầu. Ông Thầu này là ngày tháng đau khổ vì phải đi cất nhà cho bà con, rồi ngày tháng đau khổ vì phải đi làm đường cho bà con đi. Đó là ông Thầu nha. Còn đây là trợ lý của ông Thầu mà đặt tách hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Không có ổng là hôm nay không có 6 tấn gạo, cho ông tràng pháo tay nha. Còn đây là anh Mười Sơn. Nếu không có ổng thì không ai trà gạo cho mình được hết trơn. Ổng hiện giờ là chi hội chữ thập đỏ, chi hội phó ở thôn Rôn. Rồi xin mời anh ngồi xuống. Rồi xin mời ông chi hội lên trên này chứ, ra lên chứ. Cho cha thấy mặt đàng hoàng chứ. Đi rồi. Rồi còn cuối cùng là xin mời ban cán sự trên này cho vỗ tay cho bà con càng pháo tay. Rồi bây giờ cha giới thiệu xong rồi, cha nói mục đích hôm nay nhé. Chúng ta thành lập điểm hội chữ thập đỏ cách nay là gần 2 năm rồi, tức là ngày 30 tháng 7 năm 2017. Hôm nay là hơn 1 năm rồi chúng ta đã làm việc với nhau, mỗi tháng một lần. Trên dưới là khoảng 2.500 nhân khẩu, 2.500 người là nhận gạo, là hàng tháng như vậy đó, là 600 nhân khẩu, 600 gia đình, là gần 3.000 người nhận gạo ở đây, gạo tình thương, nước tình thương. Và trong gần 2 năm qua chúng ta đã thi công 10 căn nhà, hơn 10 căn nhà.
Rồi năm 2019 này chúng ta sẽ thi công 10 căn nhà. Năm 2020 chúng ta sẽ thi công 10 căn nhà cũng chỉ cho trong 10 ấp của trong xã Vĩnh Kim thôi. Vậy thì năm 2019 này ta đã có 10 căn nhà rồi. Ta đã có giấy tờ hồ sơ rõ ràng rồi thì tới hạn là lên. Bà con nào mà đã được ký quyết định cho 10 căn nhà rồi thì bà con đó phải giữ cái giấy đó nha. Phải giữ cái giấy đó rồi, mất cái giấy đó là không được nha. Phải giữ giấy đó cho kỹ. Năm 2020 cha phát động làm 10 căn nhà nữa, cũng chỉ trong xã này thôi chứ không có xã khác. Vậy bà con nào mà năm 2020 muốn mình có một căn nhà tình thương, năm 2019 là 60 triệu, năm 2020 là 70 triệu. Ai muốn có nhà tình thương xin giơ tay lên của năm 2020. Cứ mạnh dạn giơ lên. Ai chưa có đó. Rồi nha, cho nói như vậy thì tự đăng ký với anh Tám nha. Tự đăng ký với anh Tám rồi là chi hội ấp á. Người ta sẽ ký cho mình nha. Chi hội ấp với lại chủ tịch chữ thập đỏ ký cho mình. Tiếp theo cha nói đây, những cái cha nói là phải làm nha, không làm đáng chịu à. Đây là tới hạn là lên. 2019 là 10 căn nhà, 2020 là 10 căn nhà. Nếu ai mà thấy nhà mình tới năm 2020 mình cắt thì mình hãy đăng ký ngay. Bởi vì chương trình không phải là nói ngày mai làm mà nói rồi là tới ngày đó giờ đó mình làm nha. Đó là chương trình của cha là như vậy. Chương trình dài hạn làm tới chừng nào. Hôm nay cha 42 tuổi mà nếu cha sống tới 80 tuổi là cha làm tới 80 tuổi. Còn nếu mà cha sống đến 43 tuổi làm tới 43 tuổi. Phần còn lại thì những người này ta làm tiếp tục nha. Khi cha chết cha để tiền lại được không? Chứ không lẽ chết em theo. Không lẽ chết mang của theo. Vậy thì tất cả những điều cha nói là hãy nhớ. Cứ việc đăng ký năm 2019, 20, 21, 22 đăng ký dài dài lên. Đăng ký hôm nay thì tới ngày đó mình sẽ có. Nếu mà ban này họ duyệt là tới ngày đó mình sẽ có. Cha không có duyệt. Ban này duyệt xong cha ừ. Quan trọng là ban này duyệt anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ duyệt là cha sẽ ừ ngay, cha không có cãi nha. Chứ ông quản nhiệm ở đây là cha không có cãi. Còn nếu cha chết cha để tiền lại chứ giờ đang đi theo chi đó này. Tiếp theo, vừa rồi cha đang thi công một cái con đường con đường mà anh chị em đang đi vào đó, từ ngoài lộ này tới lộ kia thì nguyên tắc cho thi công đường mới chào đào mà cậu đã nói chào mình luôn. Vậy thì đường hướng của cha là năm 2019 này 18 này cha thi công con đường từ lộ này tới lộ này, rồi qua Tết cha sẽ thi công từ lộ này tới lộ núi Đức Mẹ, rồi cha thi công từ lộ này cho đến lộ của quốc lộ cho đến quốc lộ, kể cả làm luôn cái cầu qua lộ đó để cho anh chị em đi chợ mang luôn uống cà phê cho dễ. Đó là chương trình của ấp dân quán, phải không chú Năm? Rồi tiếp theo, sắp tới đây cha sẽ làm cha họp với ông chính quyền địa phương, với anh Tám chủ tịch chữ thập đỏ và cái ban điểm hội chữ thập đỏ này, cha sẽ làm đèn đường từ nhà sáu tay tới đâu tới Bào Giá là tới cái cầu luôn. Tức là đường hướng cha làm đèn đường giống như là thành phố vậy đó. Thì cha làm từ nhà sáu tay cho đến đó là khoảng cũng phải là hàng tỷ đồng nữa. Làm đèn đường cứ 6 giờ là đèn lên đèn, thành phố lên đèn. 6 giờ là thành phố dòng lớn lên đèn, 6 giờ lên đèn, 5 giờ tắt. 5 giờ sáng tắt, 5 giờ chiều lên đèn, 5 giờ chiều tắt. Trời ơi, 5 giờ sáng đó. Chương trình của cha là như vậy nghe. Chương trình của cha nói lại. Cha dán cái bảng là điểm hội chữ thập đỏ, ở dưới là yêu thương và cho không. Ở đây cha đã làm chương trình gạo này, ai có phiếu rồi thì cứ theo phiếu đó mà làm, hết hạn thì ghi lại phiếu khác, hiểu chưa? Hết hạn thì đổi phiếu khác chứ không có vụ hết hạn là nghỉ. Cứ hãy mình 3 tháng mình có gạo, mình nước hàng tuần, riêng về nhà cửa mã mồ hàng rương chôn cất thì cứ đến ông chủ tịch chữ thập đỏ và thư ký thủ quỹ người ta cấp cho. Mấy cái chuyện này không cần phải xin cha, hiểu không? Hàng nè, chôn cất nè, đất thánh nè, chôn không tốn tiền nè, có đất chôn có chỗ chôn, tất cả mọi thứ là yêu thương và cho, và không cần phải đến gặp cha, chỉ cần đến gặp anh Tám là xong rồi. Nếu anh Tám mà
ảnh dùng dằn thì ảnh hỏi chú Năm sẽ quyết định, bởi vì ấp của ổng mà ổng không cho đâu được. Ấp của ổng mà. Hả nè. Đó. Còn anh Tám thì đại diện cho cả một xã là 10 ấp. Cho nên những người mà không phải áp dụng lớn thì phải đeo anh Tám nha. Cha dặn rồi, nhớ không? Những lời cha nói là phải nhớ, còn nếu không là thôi đó nghe. Nếu không là kiếm cha không có được đâu. Nha, cha dặn là nhớ nha. Đây là quyền lợi của ai? Quyền lợi của mọi. Đó, cho anh chàng có tay coi, quyền lợi mọi người. Gạo, nước, nhà, cửa, học, đường, trường, trạm, tất cả các thứ cứ đến ban này, cứ ban ngồi trước mặt anh chị em nè. Cứ đến ban này và 2, 4, 5 người này cầu cho 5 người này, đừng có người nào chết hết. Không, họ chết nghe là mình thua. Ngũ hổ tướng đó. 2, 4, 5 người là ngũ hổ tướng. Người giữ tiền, người ghi giấy, người đại diện, người quyết định, người khó quyết định, ngũ hổ tướng. Còn bên đây là cha, như bên đây là vũ đuôi, vũ đuôi theo. Đó. Rồi đó là những điều mà cha đã nói rồi, là mỗi tháng chúng ta sẽ sinh, mỗi tháng mọi thứ sinh hoạt. Về điểm màu chữ thập đó là tại đây. Còn ở đây cha đã trị bệnh nan y, là hiện tại là có gần 40 ca ung thư từ khắp mọi miền đất nước, từ ải Nam Quan đến đất mũi Cà Mau, chứ không phải nó là con ấp dùng đất. Vậy thì từ ải Nam Quan đến đất mũi Cà Mau, tỉnh nào cũng mỗi một cái miền đều có người hết. Ví dụ như miền Bắc là có Nam Định, rồi có Hà Nội, rồi miền Trung là có Hà Tĩnh, rồi miền Nam là từ Sài Gòn vô đây có đầy hết. Và tất cả mọi người bệnh đều có hội chủ tịch hội chữ thập đỏ đưa về, hoặc là sư trụ trì đưa về, hoặc là giám mục đưa về, đức giám mục giáo phận phải đưa về, đó là người công giáo. Đây là quy cách, nguyên tắc phòng, nội quy của phòng khám mà cha đã bàn hết với ban diện đẳng rồi. Cha nói tiếp, cái nơi này là điểm hội chữ thập đỏ. Vậy thì cha nói rõ cho mọi người biết, điểm hội chữ thập đỏ để được thành lập cách đây là hơn một năm, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, với tinh thần lá lành đùm lá rách, đó là cái bản quyết định mà cha đã có ở trong tay cha. Và đây là sự chỉ đạo của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương, chứ không phải là của cha đặt ra. Cho nên đây nó công khai, nó danh chánh và ngôn thuận. Ngược lại, khi ở đây trị bệnh là ở đây được gọi là diện chẩn điều khiển liệu pháp so bớt chức năng. Tức là ở đây cha không có trị bệnh mà cha diện chẩn cho có trị bệnh. Nghe nghe kỹ cha nói nha, cha diện chẩn. Vậy diện chẩn là gì? Diện là cái mặt. Chẳng là mình về nhìn ra cái mặt chúng ta, mình sẽ thấy ra được những cái sức khỏe yếu hay là mệt hay là kém. Rồi mình dùng cái dụng cụ của diện chẩn để mình so bóp lên thế này. Rồi sau đó mình mới chỉ định thực dưỡng. Thực dưỡng là lá rau dường, lá cây rừng hay là cháo nano, đó là chỉ định thực dưỡng chứ không có cho to bóp thuốc. Cho nên đừng nghĩ rằng ở đây khám bệnh là người đó thiếu trí thức. Ở đây không có khám bệnh, không có cho to, không có bắt mạch. Mà mỗi một bệnh nhân về đây là có hồ sơ bệnh án của bệnh viện cấp trên và bệnh viện tuyến trung ương đã trả về, tức là đã chạy bệnh nhân đó. Thì ở đây cha mới diện chẩn. Mà cha diện chẩn là cha nhìn vào cái người đó, rồi nhìn vào cái hồ sơ của người đó, cha mới chỉ định thực dưỡng là lá rau rừng, lá rau dường hay là cháo nano. Vậy chi cha diện chẩn được? Hiện nay là gần 40 ca nan y từ ải Nam Quan đến đất mũi Cà Mau, có nghĩa là khắp mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài. Kể cả nước ngoài đã từng về đây chữa bệnh, và trưa hôm nay sẽ có một chị từ bên Mỹ đáp máy bay về tới đây ngày hôm qua. Nhưng mà cha đề nghị phải lên trung tâm Hòa Hảo để xét nghiệm lại thì trở về đây mới trị bệnh nha. Trở về đây mới trị bệnh. Còn nơi này không phải là nơi lưu trú, nơi chứa bệnh nhân, mà bệnh nhân là phải ở phòng trọ. Mỗi sáng anh đến đây để diện chẩn chứ không phải là anh ở đây để trị bệnh. Nơi này không có chứa bệnh nhân. Nơi
nơi này chỉ cho lưu trú một hoặc là hai đêm khi anh yếu quá, thì viện trẩn cho anh, rồi sau đó anh khỏe lại di chuyển anh đến nhà trọ liền. Đó là nơi này nha. Vậy bây giờ cha nói tiếp cái nguyên tắc khám bệnh, anh chị em nghe cho rõ để rồi mình không hỏi ai nữa. Người đạo Phật thì sư trụ trì của chùa đưa về, nghe kỹ nha. Người đạo Công giáo thì đức giám mục đưa về. Không đạo thì chính quyền chữ thập đỏ địa phương dắt về và đem theo cái mộc để chứng minh anh là chủ tịch chữ thập đỏ, ký vô cha mới viện trẩn. Vậy ở đây cha viện trẩn cho nội bộ, cho gia đình của cha, cho tất cả những người thân của cha. Vậy thì cha không viện trẩn cho người ngoài, nghe kỹ nghe, cha không có viện trẩn cho người ngoài, cha chỉ viện trẩn cho gia đình của cha thôi. Vậy thì những người nào mà muốn cha viện trẩn bệnh ung thư thì phải có người dắt về, người đó mới gọi là người trong gia đình. Anh Tám có đồng ý chỗ này không? Mọi người có đồng ý không? Ở đây cha không có viện trẩn cho người ngoài, cha chỉ viện trẩn cho người trong nhà của cha. Vậy thì người nào muốn cha viện trẩn thì phải có người đại diện dắt về, thì cái người đại diện đó chịu trách nhiệm với luật pháp chứ cha không chịu. Hiểu rõ chưa? Riêng về họ đạo dòng lớn, do bởi là giáo hội Công giáo là khó khăn quá, không có cho con chiên trị bệnh, thì cha là người dòng lớn, người quê hương của cha, cha không thể bỏ người dòng lớn được. Do vậy mà cha có bàn bạc với chính quyền địa phương, đó là chú Năm Phụng là thay mặt chính quyền địa phương ấp dòng lớn. Sau đó thì cha và chú Năm quyết định là người Công giáo ở dòng lớn, hay nói chung là người trong ấp dòng lớn chứ không có Công giáo. Ở trong ấp dòng lớn mình có 1900 nhân khẩu, đúng không chú Năm? Có 1900 nhân khẩu, bất kỳ một người nào bệnh tật đến trình với chú Năm, chú Năm dắt về đây là được chữa bệnh thoải mái, không có nói đạo gì hết. Riêng ấp dòng lớn nha, riêng ấp dòng lớn. Còn ấp Thôn Rôn, ấp Mai Hương gần gần để cho tính lại, riêng ấp dòng lớn. Vậy ấp dòng lớn mình mừng không? À, rồi vậy cha nói rồi nha, ấp dòng lớn ai có bệnh thì đến xin chú Năm, trưởng ấp chú Năm dắt về đây. Vì người trong ấp là chú Năm, là người cai quản người dân. Đó là những cái cha nói rõ ràng. Anh chị em hiểu rõ không? Hiểu rõ không? Hiểu rõ hết chưa? Rồi ok. Còn riêng về các ca bệnh nan y thì ngày thứ bảy này cha cho xuất viện 4 ca. Một ca là ung thư bao tử, một ca là ung thư tuyến giáp, một ca là đây, ca này lên máu nè, phì đại tiền liệt tuyến nè, cao huyết áp vô căng nè, và các bệnh mà bác sĩ chạy. Còn một ca kia cũng như vậy, gan nhiễm mỡ, phì đại tiền liệt tuyến, cao huyết áp vô căng, tất cả hai ca kia là bác sĩ chạy. Còn hai ca nội ung thư chờ chết. Cha đã chữa xong rồi, thứ bảy này cha ký quyết định cho về. Rồi bây giờ phần còn lại thì bây giờ cha nhờ là cha nhường lời lại cho tất cả những người trên đây. Bây giờ người đầu tiên mà có thể sinh hoạt với anh chị em gần 2 năm nay rồi, cho xin mời anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ xã lên nói chuyện với bà con chút nha. Cho anh tràng pháo tay đi anh chị em. Trước hết Tám xin chào tất cả bà con về dự cái buổi nhận quà hôm nay, đại tràng trân trọng nhất ạ. Kính thưa Linh Mục, kính thưa tất cả bà con về dự, tất cả là anh chị em cùng dự đêm nay, bữa nay. Thì bữa nay rất là một lấy, đúng ra mà nói thì Tám đứng đây cũng như lần đầu và lần cuối. Lần đầu là sao? Lần đầu là coi như là cái điểm là lần đầu tiên nha bà con. Lần đầu tiên là đến dự như lần cuối là, bởi vì Tám đã về hưu rồi, xin nghỉ rồi. Thì báo bà con lần cuối là vậy đó. Thì thật sự mà nói thì bữa nay Tám cũng báo tất cả bà con hội viên chúng ta trong cái quá trình mà Tám đã tham gia là 23 năm là công tác chữ thập đỏ, gần gũi với tất cả hội viên chúng ta. Trong đó lúc đó mà khi mà tất cả chi hội luôn, mà nếu mà có gì sơ sót thì mong tất cả hội viên và chi hội cũng thông cảm cho Tám, bởi vì chúng ta làm nhân do tập toàn mà phải tập thôi. Đúng ra là phải nói thì rất hơi buồn xíu gì nè, mình làm rồi mà giờ mình về nhà thì rất là đau lòng. Tất cả bà con hội viên đã quen rồi mà giờ mình về, tuy nhiên là cái nhà nước thì phải giới hạn tuổi, hôm nay là nó ngót là gần là thất tình rồi thì phải về, chúng ta phải về thôi chứ chúng ta đâu có làm tiếp tục được nữa. Bởi vì cái tuổi già thì là cái sức yếu,
giở tay thì giết nó hơi rung, thì mong bà con thông cảm chuyện đó. Tất cả phải về mà, thủ tướng phải về mà, không gì mình làm. Thì tuy nhiên thì Tám cũng 23 năm gần gũi, thì Tám cũng những công việc mà Tám làm cũng nêu lên, xin bà con thông cảm. Nay nói hơi sâu xíu vì lần cuối rồi thì nói bà con cũng thông cảm xíu. Tám cũng thật tình mà nói, trong 23 năm thì Tám làm rất là miệt mài, thật lòng mà nói, làm sao mà giúp cho bà con mình chúng ta được cái một cái là cái tình yêu thương, rồi cứu giúp tất cả nhân dân những công việc mà xảy ra về cái nhiệm vụ của Hội Chữ Thập Đỏ. Thật sự mà nói thì trên 23 năm đó thì Tám làm thật sự mà nói là được 20 năm là trên công nhận coi nhà đạt xuất sắc, trên là 20 năm, chỉ 3 năm là sau 3 năm mới vào là thành lập, thì nó chưa được có quen tất cả những các mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm, thì chính vì thế mình lép, mình chưa có được là liên tục mà giúp cho bà con nghèo trực tiếp, thì chính vì thế mình lép được 3 năm đó, thì sau mình là dần dần mình sẽ là đi tìm tòi, nắm bắt những cái mạnh thường quân, những nhà tài trợ thì có cái vật chất, thì Tám liên tục giúp đỡ cho bà con nghèo trong toàn xã chúng ta, thậm chí ngoài nữa, thành ra chính vì thế thì mình làm hàng năm thì nó sẽ đạt, không bao giờ dứt, là 20 năm là đạt xuất sắc, được là Trung ương hội là công nhận luôn, là bằng khen luôn, và tỉnh hội thì mỗi năm luôn, huyện hội luôn báo cho bà con một điểm mừng. Thì không phải nói, thì tất nhiên mà nói, thật sự mà nói bà con chúng ta đó, làm Chữ Thập Đỏ nó rất dễ nhưng rất khó bà con ơi. Yêu cầu chúng ta phải có thiện tâm, cái người làm Chữ Đỏ phải có quyết tâm là từ thiện thì mới làm được Chữ Thập Đỏ. Bởi vì Chữ Thập Đỏ là bà con biết lợi vận động tất cả những gì khó khăn của người, cũng như mình nói tóm lại là vận động người giàu cho người nghèo, tiền trong túi người ta đâu phải mà dễ lấy ra đâu bà con. Mình phải có một cái lời nói cho nó chân lý, mà bên cạnh đó chúng ta phải làm sự thật. Chúng ta làm sự thật rồi đó, bà con các mạnh thường quân mới tin tưởng vào là vận động thì có được đạt hiệu quả, chứ không phải dễ đâu bà con. Chữ Đỏ là chỉ con người chúng ta quyết tâm, có lòng từ thiện, từ tâm mới làm được Chữ Đỏ thôi. Còn nếu chúng ta ép chồng người đó làm, ôi tôi ngồi ghế Chữ Đỏ làm, còn cái tâm không có, chỉ ngồi đó mà không có vạch đường lối gì, không có tìm những người hội viên nghèo khổ, cứ ngồi đó rồi là tới tháng nhận tiền, thì cái đó là rất ấy. Riêng Tám thì không chuyện đó được. Thậm chí mà nói Tám làm có thể móc tiền chuối ra nữa, cho bà con nha. Thật sự mà nói, chứ không phải mà tầm thường đâu. Nó thật sự mà nói đó. Thì nay dân dịp là vậy thôi. Cái phần mà Tám làm 23 năm thì nói đơn giản thôi. Thì tiếp tục tới là cái phần mà khi mà được kết hợp với Cha Tường đó, đã nay là dọn dẹn của gần 2 năm. Thật sự mà nói thì Tám phải tìm tòi gặp Cha Tường là với lý do gì? Thấy bà con là hội viên là chúng ta thì ngược nghèo khổ nhiều quá, mà cái nguồn đây thì có, những Tám phải tìm tòi, Tám phải đi là từng bước từng cấp trên, Tám xin thì là ý kiến tất cả dân dân từ trên tới dưới, xin ý kiến để phối hợp với là Cha Tường để làm từ thiện cho ai bà con thấy? Trên 2 năm là từ thiện cho ai? Cho bà con không, chứ Tám chưa được hưởng gì đâu. Nói thật sự, nói xin thật sự mà nói là đi là Tám đi ha, Cha Tường mà cho hả, tiền xăng Tám chưa lấy nữa, đây có Cha Tường, tiền xăng không lấy. Nói thì thật, tôi nói đi là thí dụ như là đi là nhắc hàng mà con chết ra đi rồi xong là tiền túi mất ra, không có Cha Tường cho thôi không được, con không dám nhận là vậy. Bởi vì con có số ít thôi thì tất nhiên là con phải là góp phần là công sức nho nhỏ để góp phần là từ thiện làm phước. Nếu giả sử như là lấy tiền của Cha Tường mà đi tiền xăng khẳng khác gì để làm mướn sao, thế thì khó lắm. Chúng ta làm hãy từ cái bản tâm của chúng ta là chính xác. Chính vì thế là Tám làm thì phải nói, thì Tám thấy nhìn thấy rồi đó, là gần 2 năm trời thì giúp về là tất cả về là người thân qua đời, người thân qua đời luôn cả bà con gạo, thì Tám rất là một cái điểm rất mừng. Và vì sao thì được cái bản thân được là kết hợp với là linh mục Cha Tường đây mà làm được gần 2 năm trời, bà con ngồi đây là hàng tháng Tám rất mừng. Nhưng mà Tám rất hơi buồn là vậy nè, bởi vì cái sức thì nó yếu, cái tuổi cao thì rất tiếc thì phải được ngồi nữa với bà con, thì đó là một cái niềm vinh dự mừng. Nhưng chẳng qua gì, bởi vì là quy định trên rồi phải về, thì Tám là hồ sơ đó làm xong rồi, chỉ chờ giấy quyết định là xong. Khi giấy quyết định là không được gọi là chủ tịch Chữ Thập Đỏ nữa, bởi vì là chưa giấy định thì xưng hô thôi, chứ thật sự nói là chờ giấy quyết định là không được gọi nữa. Thì chính vì thế bữa nay Tám cũng là một cái lần cuối thì Tám cũng nói thật tình mà nói, rất cái tình yêu thương giữa là hội viên chúng ta, các chi hội luôn. Thì mà nói còn cái phần mà về cái phần mà cái thẻ hội viên đó thì báo luôn, coi như là Tám đã đưa trên rồi, thì thành ra là trên chợ trên đem cái thẻ xuống mới phát cho bà con tâm. Giả sử Tám nghĩ rồi cái người khác thế thì Tám cũng phải nói là đi xuống huyện là qua 2019 lấy cái thẻ hội viên về phát cho bà con, là gửi các chi hội, thì Tám báo cho bà con biết vậy đó, an tâm.
chứ không phải mà mình hứa rồi xong rồi giờ mình qua rồi mình không nhắc lại cái phần hội viên đó thì tội nghiệp thiệt thòi cho bà con. Thì có đó Tám mà hứa thì rất mong thì những người thay thế cho Tám thì có thể là cũng nói bước bị chúng ta làm thì năm sau với cao năm trước thì có thể là cái người thay thế Tám có thể nó đạt hơn, nhiều khi là người ta là nhảy bén hơn, nhanh lẹ hơn, người ta lại nói người ta hơn thì tất nhiên là người ta thu hút được các mạnh thường quân, người ta sẽ tài trợ cho bà con hơn nữa. Cái đó là Tám cái điều Tám khẳng định thật sự mà nói, vì ai cũng vậy thôi, thì là khi mà một người này nghĩ thì người khác bước lên phải nối bước để giúp cho bà con nghèo nữa, thì đó là một cái điểm Tám khá tin tưởng vậy. Thì sau cùng thì trước nhất là xin chân thành là cảm ơn là Linh Mục Tường, vì là trong gần 2 năm nay cũng là với chịu đỡ Tám để là kháng khích về cái phần tài trợ thì để giúp cho bà con nghèo luôn cả gì đám tang hay về dân dân thì rất một điều quý. Còn Tám báo luôn về cái phần thứ hai về cái nhà, thực sự mà nói thì năm 19 chúng ta là 18 chúng ta chỉ còn là ngày 4 này cất ở dưới Mai Hương là Đỗ Tấn Kiên, là xong với trở về cất cho là anh Hiếp nữa, là xong hoàn thành 8 căn nhà của 2018 thì đó nhiệm vụ Tám xong. Còn 2019 thì Tám báo luôn là Tám đi xét rồi, nhưng với nhiệm vụ chúng ta Tám đã hết rồi thì Tám không còn trách nhiệm là 19 10 căn nhà nữa, thì báo bà con thì Tám hết nhiệm vụ thì có thể người khác thay thế để kết hợp với Linh Mục Tường, thì tính toán sau đó là bị mình hết nhiệm vụ rồi thì báo bà con cũng như là chứ không phải Tám nhận đi khảo sát rồi Tám bỏ là không phải, nhưng bởi vì nhiệm vụ chúng ta hết rồi thì chúng ta không được phép là lạm quyền nữa, thì nó trật với cái luật pháp nhà nước, thì báo bà con là 19-10 căn đó thì để nhường lại để cho là cha Tường hoặc là cái người kế tiếp là phối hợp sau đó là tùy vậy là cha Tường quyết định thôi. Cái đó Tám biết là Tám báo bà con mình vậy, đừng có trách Tám nha, cái đó là không đấy. Thì nãy giờ Tám cũng trình bày tất cả những công việc là thẩm tình của Tám rồi, thì sau cùng người trước thì chúc Linh Mục Tường tất cả các chi hội trưởng chúng ta là bà con tất cả bà con hội viên được nhiều sức khỏe, và cũng mong rằng bà con cứ là mãi mãi người khác cái ngôi rồi mãi mãi để là giữ chúng ta là người hội viên tốt. Cái cuối cùng nữa là Tám cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân nước ngoài đã cũng góp sức công trong cái thời gian Tám phối hợp để giúp cho tất cả bà con hội viên nghèo chung hết, thì một điểm rất là Tám cũng mừng. Thì Tám đã nghĩ rồi Tám cũng chúc sức khỏe cho các mạnh thường quân nước ngoài là được nhiều sức khỏe để cống hiến cái vật lực về giúp đỡ cho cái bà con hội viên chúng ta trong sản phẩm chúng ta được càng ngày càng được nâng lên cuộc sống. Thì sau cùng chúc sức khỏe tất cả. Bây giờ cha có ý kiến như vậy, ngày hôm qua anh Tám có trình bày với cha là anh Tám nói hôm nay anh Tám trình bày hết cho ban quản nhiệm ở đây với bà con là anh Tám đã ra quân, có nghĩa là tới tuổi nghỉ hưu ở ủy ban xã Vĩnh Kim. Rồi anh Tám về anh Tám rồi khi anh Tám nghỉ ở xã là anh Tám nghỉ ở đây luôn. Rồi anh Tám nói rõ là anh Tám ý kiến xong là anh Tám xuống đây ngồi luôn. Thì rõ ràng đó là ý ổng chứ không phải ý cha. Cha nói thật là thì ai làm cũng được, miễn có người giúp đời thôi. Thế miễn có người giúp thôi. Nhưng mà cha nói như thế này, bây giờ cha nói với anh Tám phân hai nha. Hồi nãy anh nói là anh vì lý do sức khỏe giờ đến tuổi hưu anh phải về, nhưng sức khỏe chứ không phải là cái đầu của mình, sợ là sợ cái bộ não mình nó không khỏe, chứ còn không sợ cái giò anh Liệt. Cái giò anh Liệt tôi đưa anh đi xe lăn đúng vậy không? Chứ tôi đâu có sợ anh Liệt. Phải anh Liệt tôi đưa anh xe lăn đi, miễn cái đầu anh còn thông minh còn minh mẫn, anh giúp giùm bà con là tôi chịu. Vậy về phía sức khỏe ở ủy ban là anh lớn tuổi về hưu là đúng, nhưng anh không chịu làm ở đây nữa tôi không đồng ý. Bản thân tôi là không đồng ý, bà con có đồng ý không? Bây giờ chuyện bà con là tính sao? Bây giờ mình phải làm cho ra lẽ ngọn ngành. Chứ nếu mà bây giờ cha nói nè, bây giờ tuy rằng về mặt kinh phí là cha vận động, nhưng về mặt ban phát kinh phí là anh Tám và thư ký, thủ quỹ và nhà thầu, chứ không phải cha. Đây là những con người rất quan trọng, và các chi hội trưởng này nếu như mà anh Tám nghỉ rồi thì những chi hội trưởng này ăn nói sao với bà con của các ấp mình đấy. Chú Năm, bây giờ nếu mà anh Tám nghỉ rồi thì giải tán Thập Đỏ, mà giải tán Thập Đỏ rồi thì đèn đường, đèn xá, ấp văn hóa để đâu? Anh đâu có được nghỉ, tôi không cho nghỉ, bà con hỏi không? Nhưng anh được quyền nghỉ ở ủy ban xã đúng không?
ở ủy ban xã được quyền nghỉ, nhưng ở đây tôi không cho thôi, mình nói đi mình nói lại, mình không cho ổng nhưng ổng quyết định nghỉ mình đâu trách ổng được phải không? Vậy chút nữa tôi sẽ hỏi ý kiến mọi người. Giờ tôi hỏi em trước, nếu như mà mọi người, anh đã quyết định nghỉ rồi mà nếu như mọi người không chịu cho anh nghỉ ở đây, anh đã quyết định nghỉ ở xã và nghỉ ở đây thì đó là quyết định của anh, nhưng nếu tôi và bà con đồng lòng đề nghị anh làm đại diện điểm ở đây, anh có đồng ý không? Cái thật sự mà nói thì phải nói vậy đúng ra không phải. Dạ để trả lời xíu, còn trả lời xíu bà con thật sự ừ thì chơi tám học ừ được, thật sự nói vì là mình làm thì nó nói bà con mới làm thì không phải mình làm ấy để chửi những người khác, thế cũng tiếp tục lại với linh mục là để phối hợp giữa làm với khác bà con, chứ không phải riêng tám mà làm được mà tất cả người làm được đâu, thì tám nghĩ bây giờ mong bà con thông cảm đi, giờ là tám không dám mừng được vì tám nghĩ thì nghĩ đứt luôn, chứ tám không có mà để là quay trở lại làm để cho những bà con chi hội khác người ta làm trong này, chứ tám không có làm, thì mong bà con thông cảm, thì có ý kiến về tám chỉ ý kiến gì thôi rồi mong bà con thông cảm. Ngang qua ý kiến anh tôi nói liền, anh đứng đó, anh đứng đó đi, tại vì anh nói có những cái mình không hợp lý đúng không, bây giờ anh nói là anh không ừ được để cho người khác làm, nhưng mà ở đây là một cái điểm khác ở ủy ban đúng vậy không nè, ở chủ tịch chữ thập đỏ ủy ban đến đây kiểm tra thì được, chứ còn ở đây chúng tôi đề nghị anh làm đại diện cái điểm ở đây nó khác, chứ không phải là hồi nãy anh nói là người khác thế anh, ai thế đây, ai bà con có cho người khác thế được không, người khác thế vào ủy ban thì được đúng vậy không nè, nhưng mà điểm ở đây chúng tôi không đề nghị người khác. Vậy nếu bà con mà đồng lòng cho anh Tám, đề nghị anh Tám làm, bà con phải ký tên từng người một vô. Cha là cha ký đầu tiên. Xin mời anh ngồi xuống đi. Cha ký đầu tiên nha. Cha ký đầu tiên rồi cha mời bà con ký theo nha. Đây, thấy chữ ký của cha chưa? Lần đầu tiên trên đời thấy chữ ký của cha phải không? Thấy chưa? À, lần đầu tiên mới thấy được chữ ký của cha ha. Rồi ai dâng lên ký nữa, ai lên trước. Đây, thấy chữ ký của cha chưa? Trời ơi, không phải dễ thấy chữ ký của cha đâu mà nha. Thấy rồi ha, chữ ký nửa trang giấy. Đây, cha là người đầu tiên cha ký nha. Chú Năm thấy không? Rồi, bây giờ cha hỏi tiếp. Bây giờ cha ký là đề nghị anh làm, chứ không phải ký bắt anh làm nha. Ký là đề nghị anh làm. Chứ đừng không bây giờ năm 2017, 18, 19, 20 tới già lên rồi chừng nào anh chết thì tôi đồng ý cho anh nghỉ. Còn anh về tôi không thể đồng ý được nha. Bây giờ nếu bà con nào đồng ý ký vô thì xin mời bà con ký tên vô nha. Bây giờ cha xin mời anh Phúc đây. Anh Phúc với anh Phú. Chỉ nhé cho bà con ký tên vô. Nếu ai mà đồng ý ký vô thì ký nha. Rồi mỗi người tờ giấy. Nếu thiếu thì giấy đây nữa đây. Giấy này nữa con. À. Này để sao, để ký sao. Giờ ký bà con trước đi. Bây giờ nếu bà con nào đồng ý ký cho anh Tám thì bây giờ đã đồng ý ký cho anh Tám trở lại điểm hồi chữ thập đỏ thì anh không thể ngồi đây được. Bà con đồng ý không? Bây giờ anh nào đề nghị anh làm thì dẫn anh lên ghế nhất. Ai đại diện dẫn anh lên coi. Anh được không? Rồi xin mời anh. Chứ bây giờ anh không chịu làm đâu được. Chúng tôi sẽ dẫn anh tiếp tục. Dẫn lên ghế nhất giùm cha. Đó. Đây là bà con dẫn lên nha. Không từ chối được. Cái này đúng thật sự mà nói thôi, giờ đây xin ý kiến bà con. Thật sự mà nói thì bà con cũng hiểu. Bây giờ Tám đã khước từ rõ ràng, bà con cũng nhận rõ rồi đó. Nhưng ta Tám là thật sự là Tám không có làm đâu, vì mình về hưu mình làm phải nghỉ toàn diện, không có tham gia nghỉ đứt chỗ này luôn. Thì Tám đã cái ước nguyện Tám vậy rồi, Tám không có thể tham gia được. Nhưng bên cạnh đó thì Tám đã ấy, nhưng mà cũng vì cái sự là
rất là sự triều mến. Thật sự mà nói bà con thương anh như vậy mà, bà con thương anh như vậy mà anh nghĩ đâu được anh em. Này là cái sự thương của bà con ngoài tưởng tượng của tôi với anh. Mà giờ anh xúc động chút đi, giờ tôi hỏi anh nè, bây giờ cha hỏi con nè, giữa cha với con thấy nhau chứ không hề nói chuyện với nhau, con công nhận không? Hôm nay con cha hỏi ai đưa, ai muốn anh Tám làm đưa anh Tám lên thì mọi người đăng ký lại cũng đưa, nhưng con đại diện bà con không đưa. Lý do nào con đại diện con đưa anh Tám lên ghế nhất? Ý con là coi như là anh Tám đã làm là rất tốt cho bà con, là bà con cũng là yêu cầu, là cha trước là cha yêu cầu, bà con cũng đồng ý và yêu cầu không, anh Tám không được nghỉ, phải làm tiếp tục. Rồi. Vậy thì bây giờ anh Tám chỉ yes or no thôi chứ không anh không gọi ý kiến gì nữa. Bây giờ cứ dẫn lên đi là xong. Mời anh lên ghế nhất, tôi ẩm anh lên trước. Không có chuyện lu mu gì nữa cả. Rồi anh, đây là đại diện nha, đại diện bà con dẫn anh Tám lên. Cái gì cho khổ mà. Rồi. Cha mời con ngồi đây luôn. Rồi, cha mời con ngồi đây luôn. Đó. Rồi nha, bây giờ anh chị em ơi, bây giờ chúng ta giải quyết cái chuyện anh Tám xin nghỉ rồi nha. Vậy thì sau khi anh Tám xin nghỉ ở ủy ban, nhưng chúng ta đề nghị anh Tám làm đại diện ở đây, bà con đồng ý không? Cho anh càng hóa tay cuối cùng nha. Vậy từ nay trở đi, tất cả những cái khoản mà chi thu là anh Tám ký tên đóng mộc là đại diện điểm hoặc chữ thập đỏ nha, bà con đồng ý không? Rồi. Vậy thì nếu đã nói như vậy thì tất cả các ban ngành ở đây là thầu, là ruộng đất, thư ký, thủ quỹ không cần phải ý kiến gì. Nhưng mà cái ý kiến mà quan trọng nhất là ý kiến của chúng năm là trưởng ban dân ấp. Thôi thì bây giờ trước tiên là cho xin mời hai ý kiến thư ký và thủ quỹ. Tại vì hai người này là giữ tiền rồi ký tên, ký tuổi cho những người lãnh cắt cái món đồ rất tốt. Mà giờ không biết hai người này sao, bây giờ cho mời thủ quỹ trước đi nè, rồi lát cho mời thư ký. Trước hết xin kính chào cha Phêrô và tất cả quý bà ông bà cô bác dự buổi phát gạo hôm nay thân mến nhất ạ. Kính thưa cha, con là thủ quỹ Nguyễn Thị Tiến của điểm hội chữ thập đỏ gần 2 năm, nhưng mà con thấy chi phí trong 2 năm này rất là nhiều. Nếu mà tính cho thật sự ra đó là gần 3 tỷ rồi, mà trong đó là có anh Tám là chủ tịch hội chữ thập đỏ, nào là cho nhà, nào là nước, nào là gạo, rồi nào là bệnh, rồi là anh Tám là chủ tịch cũng đứng ra cái phòng mình khám là bán diễn chẩn để lo cho bà con từ Bắc chí Nam, người Bắc có, người Trung có, người Nam có, rồi tại tôi rung, người Thái có, đủ người, nhưng mà anh Tám cũng lo. Cho nên đó, nếu mà anh Tám nghĩ đó thì con không có thể nào mà biết hết tất cả bà con cô bác trong 10 ấp là nói gì ở xã mình đây, còn những người ở xa nữa, thậm chí con thấy người ta đến nhà anh Tám xin đó, xin gạo không được ở khác xã, rồi đến xin gà anh Tám cũng được, bắt gà cho anh chị đó. Cho nên anh Tám rất là tốt. Thì bây giờ con nghe anh Tám mà được làm đại diện trong cái ban điểm hội thập đỏ như vậy, con rất là mừng. Con cũng cảm ơn cha và tất cả bà con cô bác xa gần từ Bắc tới Nam. Nếu mà như vậy xin cho đàn pháo tay cảm ơn anh Tám và cảm ơn cô Lô. Con xin nói hồi nãy chị thư ký, chị thủ quỹ, chị nói là trong gần 2 năm qua là chi phí gần 3 tỷ đồng, mà nếu không, trong 3 tỷ đồng này là anh Tám là người quyết định trang trải chứ không phải cha. Anh Tám và thủ quỹ chứ không cha. Vậy thì bà con nghĩ coi, năm sau thì cao hơn năm, năm 2 năm 3 tỷ thì năm tới 2 năm nữa 9 tỷ rồi sao? Vậy thì mình, nếu mà anh Tám nghĩ thì bỏ 9 tỷ đi đâu? Cha đi chơi à, cho ôm 9 tỷ đi chơi đáng chịu à, không tách cha được. Vậy chị có đồng ý cho anh Tám không? Ký tên vô. Để nữa đấu thừa cha không được à. Cha không có chịu đấu thừa. Đồng ý là ký tên vô, bây giờ cha mời thư ký. À. Thư ký là liên quan tới cái là gạo khóc, nhà cửa. Dạ, con xin kính chào cha Phêrô. Kính thưa cha Phêrô. Thưa bà con cô bé, trong 10 ấp của xã Vĩnh Kim, từ ngày con làm thư ký gần 2 năm đến đây, thì
từ ngày cho gạo anh Tám đã đưa về có 100 phần mà hôm nay đã lên hơn 6 tấn gạo rồi. Xin bà con cứ ủng hộ anh Tám và nhận gạo về cho mình. Thì nếu mất phiếu, mất thẻ hay là bà con xin gạo con không biết ở đâu để con cấp, giờ có anh Tám, xin bà con ủng hộ anh Tám. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Bây giờ nếu chị đồng ý cho anh Tám làm tiếp tục, chị phải ký tên vô, đâu vào đó chứ không có nói vụ đổ thừa. Đó, cha làm như vậy hợp lý không? Hợp lý nữa, không đổ thừa cha được gì. Bởi vì cha là người độc thân, cha không có mắc nợ ai hết. Để thôi đổ thừa cha là này là kia là nọ, cha không có chịu. Cha là đâu vào đó, cha là người qua đường. Cha đến tỉnh, hồi trước cha ở tỉnh Đồng Tháp, cha giúp tỉnh Đồng Tháp. Rồi thời gian cha đến tỉnh Bến Tre, cha giúp tỉnh Bến Tre. Rồi giờ cha đến tỉnh Trà Vinh, cha giúp tỉnh Trà Vinh. Vì cha biết trong tương lai cha phải đi nước ngoài, cha trị ung thư. Nếu như mà cha mà hôm nay mà cha không làm rõ ràng như vậy thì mai mốt cha đi nước ngoài, cha trị ung thư thì những người ở đây đổ thừa tại cha đi đâu được. Bây giờ cha đi rồi, những người đây phải ở lại tiếp tục trị ung thư và yêu thương và cho. Như vậy thì mới được, các bạn đồng ý không? Đây là các bạn của cha nè. Cha đi Phi Châu cha trị. Vậy bây giờ còn một người rất là quan trọng nữa là ông Thầu. Cha mời ông Thầu nhà, bởi vì ông Thầu nhà này là ông liên quan tới vấn đề nhà, cửa, địa, ốc. Mỗi lần là ông Thầu mới vậy, bây giờ có ai... Nếu anh đồng ý cho anh Tám ơi là anh phải ký tên bây giờ trước khi anh nói anh đến đây. Kính thưa cha Phê-rô cùng chính quyền và ban điểm hội chữ thập đỏ cùng bà con có mặt trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, thì con thì đại diện bên ban xây dựng của điểm hội chữ thập đỏ, mà con với chú Tám thì mình nói theo cái từ đơn giản của dân gian là giống như là hai cha con đi mà nó hợp tánh quá. Thì cho nên thì con cũng đề nghị là cũng có anh em cũng trong ban xây dựng là cũng có đề nghị chú hả lại đây làm với con. Tại vì xây nhà thì anh em con vẫn làm được, nhưng mà đi khởi công hay là đi khánh thành những cái căn nhà đó thì phải có chú là coi như là làm vừa là cha của con, của anh em con, vừa là cố gắng cho là cái điểm hội chữ thập đỏ này, nhưng mà vừa là đại diện cho chính quyền cho con yên tâm con làm việc chút á. Thì như chú Tám hồi nãy đã nói là trong cái năm 2019 á, thì chú Tám là về hưu không còn có trách nhiệm với 10 căn nhà của năm sau nữa, và kể cả cái năm 2020 là chú Tám không còn có trách nhiệm. Thì những ai mà trong năm 2019 và năm 2020 là cái dự án á, thì mình chưa có cái năm 19 thì mình có xét rồi. Thì bà con nào mà đồng tình để cho chú Tám làm riêng về cái điểm hội chữ thập đỏ ở đây á, đại diện cho điểm hội chữ thập đỏ ở đây á, thì nếu mà có mặt ở đây thì mời bà con đứng lên nói vài tiếng để ủng hộ chú Tám, hay là trên tinh thần là không ủng hộ hay là để cho chú Tám về. Bây giờ những ai mà như ông Thầu cũng đề nghị, bị vì cái chuyện này rất quan trọng. Nãy giờ ông Thầu đòi hỏi là những căn nhà sẽ xây năm 2019. Tại vì nếu mà những căn nhà đó mà không đề nghị anh Tám làm đây là ông Thầu không dám làm, đúng vậy không? Con từ chối luôn. Đúng rồi, bây giờ ai là người được xây năm 2019 xin đứng lên coi. Xin mời tất cả mọi người lên đây nè. Xin mời tất cả mọi người ai được xây nhà năm 2019. Xin mời đại diện của 10 căn của năm 2019 mình bước lên phía trước đi. Được 2019 xét rồi đó, lên trước. 2019 mà đã được xét rồi, xin mời lên. Rồi bây giờ xin mời lên. Rồi bây giờ chị có ý kiến gì không? Không có. Dạ mấy có 3 người còn 7 hộ nữa là Nhân Dũng đâu không luôn. 2 3 4 5 còn 5 người nữa đâu. Còn 5 người nữa đâu. Còn 5 người cắt nhà nữa đâu. Dạ 2019 là 10 căn của năm 2019. Bởi vì này ông Thầu cũng giống như cắt à. Năm 2019
nếu như năm 2019 mà mình có mấy người này vắng mấy người kia, phải không? Thì những người nào đại diện? Bây giờ thôi, bao nhiêu đây đại diện được rồi, nghe cha hỏi nè. Bây giờ tụi con là đại diện, tụi con là nhà được cấp năm 2019, đúng không? Tụi con có đồng ý cho anh Tám, đề nghị anh Tám làm đại diện điểm ở đây không? Nếu như hả? Rồi xin mời ông nói chuyện rồi. Dạ, đồng ý cho anh Tám mà ở đây là mang quà vậy. Lý do sao mà ông đồng ý? Bởi vì ổng cũng là người tốt chứ không có, ổng giúp đỡ cho những người nghèo chứ ta không có mà nói cái chuyện gì mà để quá lâu. Mà ông thấy ổng còn sức khỏe không? Dạ còn. Ông thấy ổng còn hiểu biết không? Còn ông thấy ổng còn đi được không? Còn khỏe nhiều. Ổng giúp những điều tốt gì? Điều tốt và ổng nhớ là giúp đỡ cho thấy mấy người nghèo, mà ổng cũng là nhiệt tình mà. Sắc kẹo lại là ông có đồng ý cho ông làm tiếp tục ở đây không? Đồng ý chứ cho làm hoài. Bây giờ con ý con sao? Đồng ý. Đồng ý luôn. Con sao? Đồng ý. Con sao? Đồng ý. Lý do sao con đồng ý? Thì cũng như bác thì nói là... Con sao? Đồng ý. Lý do sao con đồng ý? Lý do là con thấy chú Tám rất là vui vẻ và yêu quý bà con ở đây. Nói đơn giản là hai chuyện. Đồng ý là được một căn nhà đúng không? Thứ hai nữa anh Tám anh tốt quá, ai vậy mà cho anh nghỉ. Anh nghe cho kỹ nè, một câu này là từ nay đến lên không có đòi nghỉ nữa. Giấy rất còn phải giữ lấy lời. Tuy rằng anh không làm việc ở xã được nữa, là miếng giấy rách hay là già, nhưng mà còn cái lời tụi tôi giữ lời tụi tôi xài đúng không bà không? Rồi vậy rõ ràng tụi tôi giữ lại cái lời đó nha. Rồi thôi xin mời bà con về chỗ nha. Vậy là xong rồi nha. Bây giờ ý kiến của các chi hội trưởng có ý kiến gì xin mời. Xin mời chú xin mời chú đại diện cho các chi hội trưởng ha. Rồi sau đó ý kiến của chú Năm nữa mình phát gạo. Rồi xin mời ông có vậy ý kiến, ông có thể nào cho anh Tám nghỉ không? Dạ kính thưa cha Phêrô và tất cả bà con hội viên chữ thập đỏ của xã Yên Kim và cùng các xã bạn, cùng với các chi hội trưởng của các ấp trong xã Yên Kim. Thì qua phần tôi thì chi hội trưởng của ấp Cà Tô Ma, xã Yên Kim, cá nhân tôi thì tôi xét thấy anh Trần Tám là chủ tịch hội chữ thập đỏ xã vì điều kiện tuổi nên xã cho về hưu, nhưng bây giờ xét thấy khả năng anh vẫn còn là tiếp tục là phụ lực với cái điểm này được. Ví dụ như tôi năm nay là 67 tuổi rồi nhưng mà tôi vẫn còn làm được, cho nên là chú Tám vẫn còn làm được. Mà cái được đây là qua rồi là chú Tám á là rất nhiệt tình với tất cả bà con trong xã về vấn đề các hộ nghèo. Khi mà được là chi hội hoặc là ban dân ấp đề xuất lên thì anh Tám sẵn sàng đi xuống đến ấp để là kiểm tra và đề nghị với ủy ban và đảng ủy để tạo điều kiện để giúp đỡ. Cho nên vì lý do đó tôi cũng xin đại diện với tất cả là bà con ở đây và cùng các chi hội và yêu cầu chú Tám phải là trực tiếp để làm lại cho đến khi nào mình phải tắt hơi thở cuối cùng. Ok, xin mời ông ký tên vô đây. Nè, ký vô đây. Ông đề nghị mạnh quá, trực tiếp làm tới hơi thở sau cùng. Thôi chết rồi anh Tám. Bây giờ còn một người mà rất quan trọng, ý kiến của chú Năm là ý kiến của chính quyền địa phương ở đây thì con để sau cùng, chú Năm chờ tụi con chút. Nhưng mà còn một người là quản nhiệm điểm ở chữ thập đỏ, ổng hôm là ổng không biết gì tụi tôi giấu ổng luôn. Bây giờ xem, giờ cha mời anh Năm nhé, là quản nhiệm điểm ở chữ thập đỏ lên đây, anh ý kiến như thế nào một cách công tâm. Nếu anh cho anh Tám nghỉ thì anh ký tên vô cho nghỉ, mà anh làm ký tên vô cho làm gì, anh là quản nhiệm nhé. Xin mời anh đứng đây. Kính thưa cha Pedro cùng chính quyền các cấp cùng bà con hôm nay về dự buổi hội lễ hôm nay để phát gạo, thì tôi thấy là đối với điểm hội thập đỏ chúng ta là cứu người và có quyền chăm sóc những người nghèo khổ và những người có hoàn cảnh khó khăn, và những con đường đi xin đi là té lên té xuống thì hội thập đỏ ta có khả năng thì chúng ta sẽ làm con đường đó để cho tuổi trẻ học sinh nó càng phát triển hơn.
Rồi bây giờ là tôi cũng ráng cô nói lên là anh Tám phải ráng cố gắng giữ gìn trong cái điểm này. Tuy rằng mình nghỉ ở xã, bây giờ mình trở về đây mình phục vụ cho địa phương mình, đó là chuyện tốt thôi. Thôi xin hết. Em đi ký tên vô đây, để nữa đâu thừa tôi. Ký tên vô. Bây giờ bà con còn ý kiến gì nữa không? Còn ai không muốn nói gì không nè? Rồi bây giờ cuối cùng chú Năm ơi, cuối cùng con xin mời ý kiến, cuối cùng là ý kiến của chú Năm nha. Thôi trước nhất kính chào là cô bác là cắt ốc về đây là để nhận phần quà. Chào là linh mục thầy con cùng toàn thể là rất là đang hoàn cảnh ha, cùng qua nói cùng nữa là cô hát, tức là nãy là cho từ mới nói từ bắc của Nam bệnh hiểm nghèo đến đây thì cũng chúc sức khỏe dần dần sức khỏe thì bây giờ đó. Thôi bây giờ tất nhất bị gì cái này đánh lấy tôi lấy nó luôn, mà cái này tao tích đoạn chút xíu là nói thành của anh Tám. Cô bác biết bây giờ anh Tám năm nay là 60 tuổi rồi, cái đó là nguyên tắc nhà nước thì phải cho hưu, nguyên tắc vậy đó, không phải là cấp cao thì người ta nói tôi phải mấy lần, tôi cứu trọng thì không phải 45 còn tôi phục vụ, còn đây là cái nguyên tắc này đó, 60 tuổi cho về nhà, cái đó là nguyên tắc thôi, chứ thực tế là sức khỏe vẫn còn. Thôi vậy tôi nói cuộc đời của anh Tám lên chút xíu anh, chắc là tôi phải nói luôn, tại sao là anh Tám bây giờ rồi chưa làm cách mạng nữa, đặt ta Tám chạy chùa, thấy không? Mà nếu kỳ này nghỉ bắt Tám ở chùa luôn à, phải không? Phải duy trì cái này là phải duy trì tới tới chừng nào hơi thở cuối cùng này ai chết và thở cùng Tám thầy chùa dẫn Tám thầy chùa. Đúng vậy. Có kỳ và hỏi là coi nhân dân mà hỏi ông này có đi tu không mà ông hiện là tụ trì sao đi vô làm chủ tập đỏ trong này, không phải cái tên người ta gắn liền đó, bởi vì ông từ bi quá trời rồi. Tám thầy chùa cũng nghiên cứu nãy coi như là có những cái một số lá các bự rất hay. Anh Tám thì suốt cuộc đời ở 23 năm trời mà hình như là không có hai năm làm chưa tập đổi không, làm rất tốt. Chính lúc đó tôi ở xã thì nào cũng là giấy khen bằng khen ở huyện rồi ở xã, nhiệt tình cái là đâu câu Tám thì chùa giờ đây tới xin gạo không có gạo chửi ông nữa hả, rồi quần quần ra bắt gà gia đình luôn. Thực tế là anh vậy có một lần trúng số, trời ơi là vô ảnh chưa từng có trúng số đó, đậu nát không thận hình số là cũng ông ấy mà cũng phải cho đó. Thì cuộc đời tỉnh Tám thì bây giờ tôi bị cô bác nãy giờ có khuyên rất nhiều là tôi cũng ngắn gọn chút xíu vậy để cô bác cứ hỏi là biết rõ là Tám thì chùa là gốc gác như thế nào. Từ thiện hồi nhỏ mà suốt 23 năm làm tiểu tập đỏ rất hay. Thôi giờ tôi xoay quanh một vấn đề là của cha Tường trình bày trước đây mà điểm hội chữ thập đỏ đã ra đời phối kết hợp gần đây, cái là trên dưới là 2 năm, anh Tám nãy nói 2 năm, anh Tám 2 năm trước đây thì coi như là cho nước rồi là gạo chứ thực tế là chưa trị bệnh đó. Thì ngày đây rồi đó, ở đây vấn đề là có nhà trị bệnh rồi gạo thì nãy cho Tường nó hết đây rồi. Tôi là từng đi là đây đó, từng công tác là các 2 xã cũng như là 3 xã, 3 xã quê hương tôi là cũng như là Bắc Nam giờ là thị trấn 15, trong đó là về đây phục vụ cho Trung Kim là 23 năm rồi tại địa phương này. Chưa từng thấy cái này, không thấy nha, không thấy là coi như là có cái điểm nào như cái tên này. Còn nói là như là cái đất nước mà nghe này, nghe báo này là cả đất nước Việt Nam chưa có điểm nào như cái điểm này, yêu thương và cho không. Không có đâu. Qua tới cho một lần thôi. Đúng. Trúng số nhưng tới chùa cho một lần nữa mà xin mẹ cho một lần thôi, mà cái điểm này duy trì được đây nè. Là hình như là coi như 6 năm rồi, năm 12 tới giờ 5 rồi, 6-7 năm gì rồi. Thôi bây giờ nói vấn đề nhà, bây giờ nãy cha Tường nói hết trơn rồi, anh tôi nói về nhà. Thì 219 này là coi như là 10 căn hơn. Đúng vậy. 10 căn thì nó có rõ ràng rồi, chính quyền với chính này rồi. Rồi bây giờ cũng lên lịch rồi, chừng nào cắt là trước sau thì trong 10 tháng đó là 10 căn đó. Đúng vậy. 12 tháng là coi như là bố trí là 10 căn nhà. Cô bác nãy tôi hỏi nha, hồi trước đây rõ ràng là trong một quý tức là có 3 tháng nè, cái đường này đâu có cái đường đi bộ muốn gấp bỏ nè, mà hôm nay nhiều á, không có 3 tháng sao nữa, chắc 3 tháng sao nó thay đổi không, 3 tháng sao nữa lên nhựa rồi hả. Thì cô bác thấy cái chuyện là cực kỳ mà
tôi không biết cái dùng cái từ nào để nói như là cái điểm kiệt sổ này mà nhà đại thợ mà trực tiếp là cái linh mục thường để làm cái cho ông tư hương ách nhiều lớn đó cái thứ nhất. Còn cái chương trình sắp tới nãy giờ cho tường đó có trình bày một lô vấn đề trên vì bệnh rồi này nọ là những ca bệnh rồi ra là ra phòng khám bao nhiêu căn thì tôi không lặp lại nữa, thì cái chuyện đó là rõ ràng tôi mắt tôi thấy đó. Bởi vì tôi có cái tên mà cái tên cho ra ra phòng khám mà ra phòng khám đó thì cho tường nói rất rõ, không phải là coi như là bà đã hội cảnh mà quyết định cho ra nói bây giờ trị rồi bắt đầu nói anh hết trận anh về, cũng như bây giờ tôi xin phép thôi có hai người lên bệnh viện trùng sò là bí thư ấp cà tôm nguyên bí thư ấp cà tôm đó, lỡ rồi ông này thì coi như tắm thì chùa ông kia trùng sò bị cái tôi hát nghiêu sò hết không giống giống trùng sò à mày đặt trùng sò hả chứ ba mở nói vậy rõ ràng đây một thời gian thì rất ngắn. Ba Mẫn thì bây giờ là bệnh viện gì Minh Tâm khám tổng quát rồi thì bệnh viện ta nói hết bệnh rồi, đúng rồi bệnh viện ta nói hết bệnh rồi thì bây giờ về hội chẩn thì coi căn cứ nào hết bệnh cho chứ không phải là coi thật đó. Thì cô bác không còn nghi ngờ vấn đề đó, tôi nói đây thì chắc có lẽ là trong các tỉnh hoặc các xã các huyện khác cũng nghe cái lời tôi nói cái này là coi như tâm. Chẳng phải tôi thổi phồng mà hôm nay tôi không phải là ủng hộ là coi như linh mục Tường ủng hộ ban hậu cảnh, không cái đó không phải vậy, có sự thật gì hay đó. Thì cái đó là cái phần là một phần nữa thì cái hướng tới nãy cho Tường có nói rồi, hôm rồi tôi cũng có cái đề xuất, tôi nói quê hương này mà nếu có đèn là từ cái bầu giá, vì quê hương này là có cái hai địa danh tức là cái bầu giá và cái lộ cây dầu đó. Ai trước đây nói đi là đi xe hồi đó là chưa tôi bản nó đi Vĩnh Bình về lên nó cho bỏ tôi lại lộ cái dầu, tao biết là cái lộ cái dầu tao không phải nói dùng lớn, lộ cái dầu tao nói tài xế tao biết là lộ cái dầu đó mà con lộ này giờ là mất còn mà đi không được đó, tức là coi như là thông tin là Vĩnh Bình nó chẳng cắt ngang bây giờ là không bắt cầu, thì ý tưởng này cho tường này sau này coi như là cũng bắt cầu đó rồi phục hồi cái con lộ luôn đó. Cái phần đường này ăn đường đèn thì cho tường hứa bây giờ là phải làm từ bù giá tới nhà sáu tay điểm nó sẵn rồi mình đổ luôn bọc này luôn tốt và bọc làm thẳng là mấy trụ nữa rồi bọc ra đây luôn hai đèn đó hả à, có khi đợt đầu dài trụ nó tới cái cầu thôi làm cái bóng chỗ cái cầu đó nữa tốt hả sẵn làm thì cái đó rõ ràng là lên một tường đã có hứa rồi thì dài nữa thì cái dòng lớn chắc nữa mà bây giờ có những cái về thì cô bác cái này trùng cái tiếp có những cái tôi nói cũng nghĩ là coi như là cô bác còn có thi là vậy thôi giờ tôi chắc có lẽ tôi nói dài dài hơn tôi tóm tắt lại chút xíu này cuối cùng bây giờ là cái câu của tôi dày bị cái hộp gạo này hộp gạo nghĩa tình tức từ nước ngoài ta trợ mình mà chủ công không là gửi về ngay của là cha Tường, trong đó rõ ràng có anh Tám đây, rõ ràng có những cái đó, thì cô bác nhớ rằng nhận hộ gạo nghĩa tình này thì từ là cái chỗ là nhà tài trợ các nơi về đây thì cũng mong là cô bác dạy những người là già yếu thì đáng là duy trì là nhận hộ gạo này, còn bây giờ mình nhờ hộ gạo này những cái nhà những người ở đây tôi nói những người mà thấy cũng đỡ rồi thì nhờ hộ gạo này mình vươn lên tự mình làm ra thì mình mới hay hơn thì do nhà nước ta nói ta cấp cho là một cái cần câu chứ không cấp con cá phải không, cấp cá mấy ông ăn hết rồi cần câu dùng cái câu đó một câu cá mới hay chứ không phải tôi đây nào hết khuyên những người mà có chức lao động gắng cố gắng nhờ hộp gạo này để duy trì mình làm cho một tiếng rồi gia đình mình phấn đấu lên không còn nhận gạo này nữa ví dụ vậy. Còn bây giờ những người là coi như là quá kiệt quệ không đất canh tác rồi những này không lao động được thì cái thầy chắc họ từ đó này cũng duy trì thôi một lần nữa trước nhất bây giờ là chúc bệnh trước ha, chúc mấy cô bác mà bệnh nhân nè từ bên bị bắt rất nhiều hàng ngàn cây thấu ra đây mà chính tôi hôm nay cũng tiếp xúc với anh gì rất tội nghiệp tức là từ đó mà vô Hà Nội là coi như 170 cây mà Hà Nội vô đây cần 2.000 cây mà vô đây nuôi bệnh con đó. Rồi một cô đó nữa thì cũng là ở quê Hà Nội mà giờ ở đó, không có gì vô đây
hoàn cảnh rất khó khăn đó, thì bây giờ cũng chúc cho là coi như là ráng duy trì ở đây là theo phát đồ của là coi như hội cảnh ha, nặng là coi như trốn về quê hương, hồi đi thì coi như là về quả đi ra đi hết hẹn thôi, càng về hơn mà ráng cố gắng về là thành mạnh, chúc cho sức khỏe cho là coi như những bệnh nhân nha. Thứ hai nữa chúc cô bác lãnh đạo bữa nay chủ yếu là cô bác tỉnh tỉnh gạo thôi ha, chúc như tôi nói nãy chúc sức khỏe cô bác, giờ là 3 tháng sau gặp mặt rồi ha. Thôi giờ quên nữa, chúc Linh Mục rồi khỏe nha, duy trì rồi đẹp trai không có đẹp trai à, hồi nãy chú Năm nói rất nhiều rồi, có một chi tiết cha chỉ nhắc lại thôi, chú Năm nói chung nhắc nhở dạy dỗ chúng ta đều tốt thôi. Bây giờ anh Tám ơi, cuối cùng người quyết định là anh tiếp tục anh làm nữa thì xin mời anh lên đây nói vài ba câu ký tên cho mọi người thấy đâu đó nặng ngần xong cha phải làm đâu ra đó ra lẽ ngọn ngành, anh đồng ý thì tự anh ký vô và anh đồng ý thì thôi à, nãy giờ nói đi nói lại còn quyết định của anh nói đừng khóc nghe cái này mọi người chứ không được. Kính thưa mọi thưa cả bà con, thì trong nãy giờ tất cả chúng ta cũng làm và cũng đôi mà gần 2 tiếng đồng hồ, thì bên cạnh đó thì trong cái nhiệm vụ của Tám thì lúc đầu nãy nó rồi xong, nhưng là cái tiết lần thứ hai thì cái do sự là quyết định của bà con thì thấy Tám nghĩ thì rất cũng là đau buồn, với vậy là chúng ta đã thực hiện là 23 năm là công tác từ thiện rồi, nó cũng yêu mến nhau rồi, cái tình là thậm tình là giữa là cô bác và với Tám là thật sự là thậm tình rồi, thì tuy nhiên thì bên đó của chúng ta phía nhà nước phải cái tuổi nghỉ thôi, nhưng là bây giờ là sự là nhu cầu tất cả bà con hội viên chúng ta ở đây để nhu cầu Tám là bên nhà nước thì nghỉ, nhưng mà trong cái điểm này để nhu cầu Tám để trở lại là phục vụ cho bà con, kết hợp với cái điểm này để làm giúp cái cho từ thiện cho bà con, thì một điều rất Tám cũng rất là phấn khởi là gì, vì bà con rất là tin tưởng tín nhiệm Tám để là không phụ lòng Tám mà để trở lại đây làm, tuy nhiên người nào làm cũng vẫn được, nhưng mà cái sự là tín nhiệm, cái sự là âu yếm, cái sự chân thành bà con đã gửi gắm cho Tám rồi, thành ra thôi giờ Tám cũng ghi nhận cái những cái sự chân thành chữ quý báu mà bà con đã trao cho Tám, Tám ghi nhận đó, thì thật sự mà nói thì Tám cũng tiếp tục là hứa tiếp tục, trước đây có là linh mục là tất cả là các chi hội tất cả bà con đây chung thì Tám sẽ hứa là tiếp tục để mà cùng với linh mục để là giúp cho bà con những cái công việc bà con nhu cầu là mà chính đáng, thì Tám sẽ hứa giúp cho bà con tất cả để cho không phụ lòng bà con là trong cái giai đoạn đó, thì tất cả là như 29 thì Tám sẽ tiếp tục để làm là 10 căn nhà, Tám đi khởi công 10 căn nhà y như trong cái khẩu sát, rồi tiếp tới 20 thì sẽ tính tới là lúc linh mục đã hứa là 20 căn, thì Tám sẽ trao đổi với bí thư ấp sẽ chọn thêm là tiếp tục 10 căn nữa là cho bà con là trong 10 căn, thì Tám sẽ hứa, thì Tám không bao giờ phụ lòng bà con trước, là nhà tài trợ đã tín nhiệm là tất cả bà con là chính quyền đại diện chính quyền ấp cũng tín nhiệm Tám, thì Tám thì khắc ghi khi nào Tám nhắm mắt thôi, Tám hứa là bà con an tâm. Bây giờ trước khi anh ký tên là chúng tôi giao cho anh là ấn kiếm minh phù, đây là Ngọc Tỷ. Bây giờ xin mời ông giao cái Ngọc Tỷ này cho anh Tám. Đây là cái mộc nha anh chị em. Ký tên vô đóng mộc vô. À đúng rồi. Làm việc phải rõ ràng như vậy đó, là cha là người là không có bị vướng bận gì hết. Giao Ngọc Tỷ minh phù đàng hoàng hết rồi, đóng mộc vô. Một là điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không ở trên này cũng luôn rồi trong đây chắc đó vậy là chắc vậy không cố rồi ok rồi nghe thấy chữ nha, điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không rõ ràng nha, rồi chắc chắn thôi chúng ta chấm hết ở đây nha. Rồi bây giờ anh chị em theo các nhân viên để phát gạo, còn ai bệnh thì theo các lương y nha. Các lương y sẽ cố gắng, chúng ta hãy âm thầm chúng ta nhận gạo về để thôi trưa rồi sau đó là chúng ta mệt mỏi. Hôm nay bà con hơi lâu chút là bị giải quyết ba cái chuyện này nè, chứ còn tháng sau lại nói ba câu là xong. Ví dụ vậy, theo cái phiếu này mà mình đi nhận gạo nha, lần sau tất cả các lần tới mình đi nhận gạo lần sau phiếu này. Chú Năm à, con có thể nói một câu này được không chú Năm? Sẵn tiện có bà con đây. Chú Năm với anh Tám với mọi người đây với cha là đã thống nhất làm đèn đường từ
từ nhà Sáu Tây xuống Bù Giá, dài lên Lộ Dầu, dài ra cái cầu mới. Như vậy thì khi đó đó là khi làm đèn đường là phải phải có bà con đồng ý thì cha mới làm được. Vì đây là công chuyện lớn chứ không phải công chuyện nhỏ. Vậy nếu lúc đó mà chính quyền ấp mời bà con phải đến để họp hội nha. Bà con có đồng ý không? Bà con đồng ý không? Rồi, cho tràng pháo tay. Vậy có gì là chú Năm sẽ... Nhưng mà chúng ta sẽ họp hội ở đây để quyết định làm đèn cho con đường nha. Rồi đó là cha ý kiến cuối cùng là như vậy. Thôi cuối cùng con cảm ơn chú Năm. Xin Chúa chúc lành cho chú Năm. Em cảm ơn anh Tám đã tiếp tục đảm trách chức vụ đại diện điểm hội chữ thập đỏ. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bây giờ cha xin mời mọi người đứng lên với cha đọc một kinh cảm ơn Chúa, cảm ơn trời nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Rồi chúng ta âm thầm nhận gạo nha. Ai có phiếu có gì đó chúng ta âm thầm. Còn tất cả các bệnh nhân theo thầy thuốc nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
năm đầu ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa chan nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu.